Xin chào tất cả các bạn. Công ty mình chưa giới thiệu việc làm cho các bạn đi siêu và chuyển việc. Hôm nay mình sẽ tiếp tục giới thiệu thêm cho các bạn những công việc sẽ phỏng vấn bên mình vào thứ hai ngày 16 tháng 1 vào lúc 15 giờ nhé. Công việc tiếp theo mà mình muốn giới thiệu với các bạn là một job đang ở trong khách sạn. Địa điểm làm việc ở đây ở hình thức tuyển dụng bên mình nhân viên chính thức, số lượng cần tuyển từ 1 đến 2 bạn. Và nội dung công việc ở đây các bạn, bên mình sẽ tuyển những bạn làm phục vụ cho khu vực lễ tân hoặc là phục vụ và các dịch vụ khác ở trong nhà hàng. Đây giống như một khu khách sạn nghỉ dưỡng, các bạn sẽ làm nhiều công việc nhé. Địa điểm làm việc ở đây các bạn sẽ làm việc ở tỉnh Shizuoka và thời gian làm việc ở đây sẽ bắt đầu từ 9 giờ cho đến 18 giờ. Mức lương ở đây sẽ dao động từ 22 man cho đến 25 man và trình độ tiếng Nhật ở đây chỉ yêu cầu hội thoại thông thường thôi. Những bạn yêu thích công việc khách sạn hoặc là có hứng thú với công việc này thì có thể đăng ký tham gia phỏng vấn bên mình ở đây ngày 16 tháng 1 thứ hai vào lúc 15 giờ. Ngoài ra bên mình thì tất cả các ngày trong tuần từ thứ hai đến chủ nhật đều diễn ra các buổi shizuoku kai vào lúc 12 giờ và phỏng vấn bên mình thì sẽ bắt đầu vào lúc 15 giờ nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video giới thiệu việc làm tiếp theo.